Hello, xin chào các bạn. Thank you very much. Cảm ơn các bạn đến xem video hấp dẫn của mình. Một tai nạn mới xảy ra hôm qua ngày 8 tháng 8. May mắn mà không có thương vong gì. Một bác tài còn sót lại trong xe được mấy anh công nhân đi ngang qua đường thấy nguy hiểm quá vào cứu, thì nghe có tiếng kêu thất thanh trong thùng xe. Trời ơi, các bác kia được đưa đi viện rồi, còn một bác ở xe này thì sót lại, trong khi đó xe đang bốc cháy, xe đang bén lửa, chuẩn bị bén đến mình xăng. Nguy hiểm trong gang tấc, bác tài vẫn còn sống, được anh em đập kính lôi ra. Cái người hùng đời thường mà rất nhiều anh hùng tốt bụng, không sợ nguy hiểm gian nan, không sợ chết, vào cứu một người. Cảm ơn những anh hùng thời nay, nói là quá cao cả, một hình ảnh vĩ đại tuyệt vời đã cứu thoát được bác Tài. Bác Tài cảm ơn các bạn xem video, chúc các bạn sức khỏe.